Vào sáng ngày 24 tháng 8, tòa án thành phố Christchurch của New Zealand đã bắt đầu xét xử đối tượng thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này hồi tháng 3 năm 2019, khiến cho 51 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng. Theo đánh giá của các luật sư, nghi can Brenton Tarrant sẽ lĩnh mức án tù chung thân, không có cơ hội được ân xá. New Zealand đã bãi bỏ án tử hình đối với tội giết người vào năm 1961 và bản án nghiêm khắc nhất được áp dụng kể từ đó là án tù chung thân, không xét ân xá tối thiểu 30 năm. Theo hãng tin Reuters, bị cáo Brenton Tarrant, 29 tuổi, người Australia, đã được đưa đến Christchurch trên một chiếc máy bay Hawker của lực lượng không quân trong ngày 23 tháng 8. An ninh tại thành phố này được siết chặt ở mức cao nhất trong thời gian diễn ra các phiên xét xử. Nhà chức trách đã phong tỏa mọi tuyến đường dẫn tới tòa án, trong khi cảnh sát có vũ trang được triển khay dày đặc xung quanh tòa nhà này, trong đó có các tay súng bắn tỉa được bố trí trên nóc tòa nhà. Khoảng 30 hãng truyền thông trong nước và quốc tế đã cử phóng viên tới thành phố Christchurch để đưa tin về sự kiện dự kiến sẽ kéo dài trong 4 ngày này. Theo kế hoạch, trên 66 nạn nhân sẽ trình bày tại tòa về những tổn hại do vụ xả súng trên gây ra đối với họ và gia đình. Truyền thông địa phương cho biết nhiều nạn nhân từ các nước như Australia, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Bangladesh, Pakistan, Fiji, Ai Cập và Singapore đã đến New Zealand để dự phiên xét xử. Nhưng do các biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, nhiều người không đến được thành phố Christchurch. Cơn ác mộng sẽ theo tôi đến cuối đời. Như hình ảnh và mùi trong nhà thờ vào ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi không biết liệu khi nào mình mới có thể thoát khỏi nỗi đau đó. Thẩm phán tòa án tối cao New Zealand Cameron Mander đã cấm việc tường thuật trực tiếp từ phòng xử án, đồng thời quy định nhiều hạn chế đối với truyền thông khi đưa tin về sự kiện này, nhằm ngăn chặn khả năng bị cáo Brenton Tarrant có thể lợi dụng vụ xử án này để truyền bá các tư tưởng phát xít mới. Vụ xả súng đẫm máu vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về sự cấp bách của việc siết chặt các quy định sử dụng nền tảng mạng xã hội, khi thủ phạm Tarrant đã đăng tải những thông điệp đề cao chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và sau đó phát trực tiếp hành động tấn công tàn bạo xả súng vào các tín đồ đang cầu nguyện tại hai đền thờ Hồi giáo ở Christchurch. Thủ tướng Jacinda Ardern gọi đây là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử New Zealand. Tháng 3 năm 2020, Brenton Tarrant đã nhận tội với 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và một tội danh thực hiện hành vi khủng bố. Bị cáo đã đề nghị được tự bào chữa tại tòa và đã được tòa án tối cao chấp thuận.